năm qua anh phiêu bạt sương gió, nguyện ước trong tim anh biết hỏi phương nào. Đời lênh đênh trôi theo dòng mệnh bạc, tìm quê hương qua dấu vết đau thương. Mười năm sau đôi chân mòn sỏi đá, từ đó dâng cao cao ước nguyện muốn chung. Nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng, nghe tim mình đau trọn cả mùa xuân. Ôi trùng khơi rừng rừng cuộn sóng, núi rừng ơi thật đau nỗi hờn. Ngày tự do quê hương mòn mỏi ngắm, trong lòng người đi nốt nhịp trùng xưa. Hello Bình Thị, hello Bình Tân Lê. Đôi vai đồng hợp nhất, dập bóng dương cao, cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày quê hương dân Việt hết đau thương. Hello Legend. Sau đôi chân mòn sỏi đá, từ đó dâng cao cao nguyện muốn chung. Nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng, nghe tim mình đau trọn cả mùa xuân. Ôi trùng khơi rừng rừng sông, núi rừng ơi hợp tấu nỗi hờn. Ngày tự do quê hương mòn mỏi ngóng, trong lòng người đi nối nhịp trùng dương. Cùng chung nhau đôi vai đồng hợp nhất, dập bóng dương cao, cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày quê hương dân Việt hết đau thương. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày trong mơ sông núi đợi chờ. Kính chào Tân Ngộ cùng quý vị, kính mời quý vị trân trọng cùng Francis dâng lời cầu nguyện. Cầu nguyện cho Đức Quốc Công Đào Minh Quân Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa sớm giải thể tà quyền Cộng sản Việt Nam và xây dựng lại đất nước. Cầu nguyện cho quốc dân Hoa Kỳ đạt thành ý nguyện. Cầu nguyện cho quốc dân Việt Nam sớm thoát khỏi ách thống trị tàn bạo tà quyền Cộng sản Việt Nam.
cầu nguyện cho Đảng Cộng sản Việt Nam sớm quay về với chính nghĩa quốc gia sẽ được đối xử tử tế. Lạy Đấng tối cao Thượng Đế Trời Phật và Hồng Thiên sông núi các bậc tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước. Xin phổ hộ độ trì ban phước lành cho chúng con. Xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát khỏi cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan đoàn kết nhẫn nại can đảm sáng suốt để cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa. Dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc vinh quang trường cửu, mọi nhà được an hưởng thái bình thánh trị của thời thượng nhân thánh đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lẫm liệt mà thép cũng phải đáng tự hào bất khuất và hùng anh. Đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tiên sinh. A Di Đà Phật. Cảm ơn quý vị. Tương tác của bạn xin dâng lời cầu nguyện. Quý vị hôm nay khoai cầm kính mời quý vị nghe một bài nhạc trước khi chúng ta bước vào chiến trường xưa. A Di Đà Phật, Việt Từ. Là
ngọn nến cao trong hồn và tìm chia sẻ nỗi xót đau tràn dần. Ngày mai xuôi gieo giữa lòng sâu đất khô, nụ hồng khoe sắc thắm màu mắt yêu thương. Ngày mai xuôi gieo giữa lòng sâu đất khô, nụ hồng tươi thắm khoe màu mắt. Hello, Tùng Lê. Ok, kính thưa quý tất cả các chư vị. Đức Phật và Thiên Chúa đã rời khỏi địa đàng, đã nhập vào Niết Bàn và hiện bây giờ đang ngao du khắp hoàng vũ. Nhưng mà ở dương gian thì kinh của Phật vẫn tiếp tục, vẫn phải rao giảng. Thánh kinh luôn phải đọc để cho nhân loại được nghe và thấm nhuần. Chứ đâu có phải hễ Đức Phật còn hiện diện ở dưới địa đàng thì mới rao giảng kinh Phật, rồi Đức Phật nhập vào Niết Bàn thì chúng ta lại ngưng cái việc rao giảng kinh Phật, đúng không? Kể cả kinh thánh cũng vậy. Khi mà Thiên Chúa đã nhập vào trời thăng thiên rồi, kinh thánh vẫn phải lưu truyền. Khi Đức Quốc Công này, Ngài Tổng thống Đào Minh Quân đã quyết định giải thể tà quyền cộng sản, lên thành lập, tạo ra những cái chiến lược sẵn sàng. Nhưng tiểu sử của Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, quốc dân Việt Nam, vẫn phải nghe và vẫn phải thuộc nó. Bởi vì là một vị lãnh đạo cận kề nhất của chúng ta, mà chúng ta không biết gì về Ngài, không hiểu rõ về cái lịch sử cá nhân của Ngài, mà đón Ngài như một vị lãnh đạo cho đất nước, thật sự chúng ta tự dối lòng mình một chút xíu đó. Khi chúng ta chấp nhận Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đồng Quân là vị lãnh đạo cho đất nước Việt Nam, Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa ở tương lai, mà chúng ta lại hiểu rất ít về tiểu sử của Đức Quốc Công Tổng thống Đồng Quân là chúng ta tự dối lòng mình một chút xíu đó nha. Vì thế hôm nay Francis sẽ có bổn phận và trách nhiệm để gửi những cái tiểu sử là chiến đấu sử đến cho quốc dân Việt Nam. Nhất định quốc dân Việt Nam chúng ta ai cũng nên nghe và phải biết cái vị lãnh đạo đất nước Việt Nam của chúng ta ở tương lai như thế nào và là ai. Chứ đâu có thể nào mà mập mờ giống như cái tiểu sử lừa bịp của tên Hồ Chí Minh. Kể cả Đảng Cộng sản ngày hôm nay nó cũng chưa bao giờ biết hết cái tiểu sử của Hồ Chí Minh. Bởi vì nó không có thật thì làm nó sao mà biết. Và không nên cho quốc dân Việt Nam ngộ nhận như cái tiểu sử của Hồ Chí Minh nữa. Bây giờ chúng nó tìm đủ một cách lấp liếm, nó da chỗ này, nó mây chút nọ để tạo thành cái tiểu sử của Hồ Chí Minh. Làm cho chúng ta đọc tới khoảng thời gian này không thể là lấp liếm qua thời gian khác được. Cho nên là nhìn một vị mà cho rằng là cha già dân tộc, nhưng mà tiểu sử thì chấp giá mượn từ ngội bang này tới ngội bang nào, phải lên tới cái sở liêm phong của Pháp, lúc đó mới tìm ra được một phần tiểu sử này, một phần tiểu sử nọ, đi qua bên Tàu tìm một khúc này qua khúc nọ, mới cắt, mới dán, mới ghép về, mới gửi về cho trong nước, cho Việt Nam. Cho nên đảng viên Đảng Cộng sản nó tự biên tự chế ra trong cái trường đảng cho các đảng viên, tân đảng viên của họ để nghe những cái thước phim lố bịch. Chẳng hạn chúng nó nói rằng là tên Hồ Chí Minh biết 24, 29 thứ tiếng. Mỗi một tiếng nó nói chữ dù, mỗi một tiếng nó nói chữ nô. Như đó thì cũng biết được 29 thứ tiếng mà. Đó. Khi mà có một vị đảng viên nào hỏi, ủa tại sao lại tôi có thấy
Khi mà bộ ngoại giao nước ngoài vô cái là tự nhiên có một cái ban thông dịch chạy lọt sọt theo sao vậy, mà nói Bác Hồ 29 thứ tiếng mà tại sao Bác Hồ không tự biên tự diễn? Tên giáo sư trường đại học nó dây lại dụ anh đảng viên đó một câu sinh dờn luôn, từ đó trở đi hết dám mà đặt câu hỏi lú bịch đó nữa, ngơ ngẩn đó nữa. Về vấn đề ngoại giao mà phải có ban ngoại giao nó thông dịch chứ. Chứ đâu có thể nào mà mình tự nói được. Thấy nó bà xạo không? Cho nên đó là quốc dân Việt Nam ngộ nhận những cái kiểu đó. Trời ơi, làm như là tập đoàn Cộng sản nó biết cái gì về luật pháp quốc tế. Ở miền Nam Việt Nam không có nhân sĩ, không có luật pháp, không học, không hiểu biết gì về luật pháp quốc tế. Vậy thì coi, nhìn đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa ngô tổng thống, nhìn đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Ông đâu có cần cái ban thông dịch chạy lọt sọt đâu. Tổng thống ngồi vậy mà gặp Tây ông sáng tiếng Pháp, mà gặp mà Mỹ ông sáng tiếng 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 Anh liền. Đâu có ngại đâu, đâu có cần thông dịch chạy lọt sọt đâu. Vậy mà các anh giáo sư đảng viên, giáo sư trường đảng của tập đoàn Cộng sản nó lu bịch lên, khoe rằng Hồ Chí Minh tục đến 29 thứ tiếng. Wow, trời ơi, tên Hồ Chí Minh mà công nhận thông minh đi ra nước ngoài chỉ có chút xíu đó mà nó đi làm công nhân đó, để sinh lệ làm kế sinh nhai trên tàu buôn của Pháp, chứ đâu phải nó làm chủ cái ông cái tàu buôn của Pháp đâu, mà nó có thể là mời gọi hết nhân viên này tới nhân viên nọ lên cái phòng lái rộng thênh thang có mấy lạnh đồ đó để mà ngồi dạy cho tên Hồ Chí Minh đó là sinh ngữ, đúng không? Cho nên chúng nó cắt giá những cái lịch sử đó buộc quốc dân Việt Nam nghe thật là lố bịch, cho nên nó không cần thiết về vấn đề cái tôn nghi của quốc gia. Tập đoàn lãnh đạo nó muốn hại quốc dân bằng cách nào cũng mặc kệ, bởi vì tiểu sử của tên lãnh đạo Hồ Chí Minh nó không rõ rệt thì tội gì những cái đảng viên ở dưới đó nó lại vì hết lòng phục vụ cho dân đâu. Nó cũng dựa vào đó nó nói chứ đỡ tính tên Hồ Chí Minh còn không rõ nét vậy, để chúng tôi là làm gì tội gì cũng phải là phục vụ hết lương tâm. Chợ lương tháng tính chưa xong kia đừng có nói lương tâm trong cái chế độ cộng sản Việt Nam. Vì thế ngày hôm nay nhất định quốc dân Việt Nam cần phải biết tiểu sử của ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, bởi vì một vị lãnh đạo đất nước anh minh ở tương lai nhất định chúng ta không thể nào mà không hiểu biết về ngài. Nếu ai đó ngày xưa khi mà có một vị kia đi theo Đức Phật, Đức Phật hỏi nhà ngươi không bao giờ biết đạo của ta mà nhà ngươi đi theo ta là nhà ngươi chỉ là phỉ báng ta thôi, nhà ngươi đi về đi, hãy biết đạo của ta cái nè rồi hãy theo ta, thấy không? Đó là cái vị thánh ngày xưa. Đức Phật là nguyên thủy, là chân lý, đã hướng dạy cho quốc dân, cho nhân gian cái câu đó. Thì ngày hôm nay Francis cái dựa vào đó xin nêu lên một ý kiến rằng là biết để tâm Việt Nam Cộng Hòa, biết Tổng thống Đàm Quân mà không biết tiểu sử của ngài, mà quý vị theo ngài cũng như là quý vị phỉ báng Đức Quốc Công Tổng thống Đàm Quân mà thôi. Và quý vị cầu may vào để tâm Việt Nam Cộng Hòa là con dân có đệ tam Việt Nam, quý vị cũng là cầu may, tức là quý vị không thật lòng, bởi vì tiểu sử của Đức Quốc Công mà quý vị không nghe, không cố gắng, không am hiểu được một phần nào là quý vị phỉ báng Đức Quốc Công, phỉ báng vị lãnh đạo của chúng ta, và quý vị đi theo chỉ là cầu may thôi, thấy không? Ok, vậy thì hôm nay Francis lại vẫn tiếp tục dẫn tải tin tức về tiểu sử của Đức Quốc Công Tổng thống Đàm Quân. Mà hôm nay tôi xin phép cần nên nói rõ là chúng tôi hôm nay là phần lớn là phục vụ đảng viên Đảng Cộng sản ở trong nước, bởi vì các vị đó đang yêu cầu Francis nói về tiểu sử của Đức Quốc Công Tổng thống Đàm Quân. Vì thế mà chúng tôi bữa nay hơi đặc biệt là dành riêng để gửi cái tiểu sử của Đức Quốc Công Tổng thống Đàm Quân đến cho tất cả các ông giám đốc công an cộng sản khắp hai miền đất nước. Mời tất cả quý vị nghe đây.
Tổng thống Đào Minh Quân tên Húy là Đào Quang, sinh ngày 16 tháng 9 năm 1952 tại làng Thị Nghè, tỉnh Gia Định. Thân phụ là cụ ông Đào Thế, quê quán ở làng Trúc Lâm, đã Tạ Thế, và thân mẫu là cụ bà Nguyễn Thị Hạnh, chánh quán làng Phú Cam, tỉnh Thừa Thiên, đã Tạ Thế. Thở nhỏ ông đã theo học những mái trường sau đây, rất rõ từng giai đoạn chi tiết rành rành như thế đó, thì không thể nào mà quốc dân Việt Nam không theo dõi. Quý vị có thể được quyền so sánh xem thử có quý vị có khả năng biết được tên Hồ Chí Minh mà quý vị cho là cha già dân tộc, quý vị biết cái gì về cái tên đó? Kể cả đảng viên Đảng Cộng sản bây giờ nó cũng đâu có biết là tên Hồ Chí Minh là ai đâu. Trời ơi, cầm súng ra đánh giặc, nó nói là có Bác Hồ lãnh đạo, nhưng mà có nhiều người suốt cuộc đời chưa bao giờ thấy tên Hồ Chí Minh như thế nào cả. Chỉ thấy qua phim ảnh, chỉ thấy qua phim ảnh thôi. Có nhiều người chưa bao giờ thấy được tên Hồ Chí Minh. Bởi vì tất cả những phim ảnh là cái thứ lừa bịp, nó đóng vào tới 6 lần nó mới có được cái khúc thước phim mà nó cầm cái cuốc nó đi xuống ruộng đồng và nó tát nước gào dài với lại các vị nông dân ở thôn quê. Rồi nó đem cái thước phim nó truyền truyền làm cho dân Hà Nội lúc đó là Bác Hồ sao mà cận kề, quốc dân quá. Bởi vì nó lừa bịp như thế đó. Nó lừa bịp như thế đó mà quốc dân Việt Nam công nhận, công ăn khách quốc dân Việt Nam. Khi mà nó chiếu những cái thước phim đó là tên Hồ Chí Minh quấn vu lây bôn bôn với lại quấn vu lây bôn với lại số thanh niên ở Hà Nội. Hễ mỗi lần đánh cái là tên Hồ Chí Minh quay lại nhìn camera, cái người camera quay phim nó nói trời ơi, bác đừng có nhìn vào, bác cái việc quấn nhìn vô cái trái banh đó mà đánh thôi. Trời ơi, cứ hễ đánh một cái nhìn vào camera. Cho nên là mấy người mà làm phim á, người ta nói là phải làm sao lần mới có được cái khúc phim mà thấy Hồ Chí Minh quấn volleyball với lại số thanh niên ở Hà Nội. Cho nên những cái thước phim đó là những cái thước phim lố bịch. Cái mà nó truyền truyền được. Bởi vì tên Hồ Chí Minh không có cái lịch sử nào sự thật. Bởi vì nó là người Tàu, cho nên nó không có viết được ra cái lịch sử nó để mà lừa bịp chi, quay lại những cái đóng những cái khúc phim đó mà để là lừa bịp quốc dân. Dễ mà quốc dân cúi đầu mới thấy đáng thương. Vì dựa vào chỗ đó, chúng tôi không muốn quốc dân Việt Nam để tâm Việt Nam còn họ có một sự hiểu lầm ngộ nhận nữa. Cho nên nhất định chúng tôi, quý vị, bữa nay tôi chuyển tải cái tiểu sử của Đức Quốc Công Tổng thống Đào luôn về cho tất cả các ông giám đốc công an ở trong nước. Mà quốc dân Việt Nam cũng nên dựa vào bề từ đó mà nghe luôn hết tiểu sử của Đức Quốc Công Tổng thống Đào, nhất định không để ngộ nhận nữa. Năm 1957 đến năm 1959, lúc ông mới 5 tuổi, đã được gia đình đưa vào tu viện Phú Xuân Hé do Linh Mục Nguyễn Văn Thuận, sau là Đức Hồng Y, phụ trách. Mục sư Nguyễn Văn Thuận là một vị linh mục, là cũng là một vị tác giả có cuốn sách viết về chuyên đề trong cái thời sự đệ nhất Việt Nam còn họ vô cùng hấp dẫn. Tôi không có ý giới thiệu cái cuốn sách, nhưng mà cái cuốn sách đó là cuốn sách nói lên sự thật, là cuốn sách lịch sử. Lúc ngày Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân của chúng ta sinh ra đời, nó rất là khác hơn tất cả các tuổi trẻ trong một cái bọc điều mà phải nói là cha mẹ của ngài gần như là không cảm thấy là rất là ái ngại vì cái sức khỏe của ngài trong cái thời mới vừa sinh ra. Nó chỉ nằm trong một cái bọc mà người tiếng nhân gian mình nói là trong cái bọc điều. Cho nên là khi ngài trong thời thơ ấu nhìn thấy nó rất là yếu, nhưng mà có cái tư duy vô cùng vững mãnh, cho đến tới ngày hôm nay trải qua biết bao nhiêu cái sự thăng trầm của đất nước mà ngài không có chịu cúi đầu. Và khi ngài lớn lên được tất cả những cái khuôn vàng thước ngọc để đúc nắng giáo huấn thầy ngài cho đến tới ngày hôm nay, bắt đầu là linh mục Nguyễn Văn Thuận. Tới năm 1959 và năm 1962 vào trường Thánh An Tôn Tiểu học quận Hòa Vang do linh mục Nguyễn Ngọc Trợ phụ trách.
tất cả những cái khung vàng thước ngọc này nhất định dù người như thế nào chăng nữa cũng sẽ được là ngay thẳng, huống chi là ngài Đức Quốc Công. Ngài là một vị thiên sứ đã được ấn định để hạ giới lãnh đạo đất nước Việt Nam và kể cả toàn thế giới ở tương lai phải nhờ đến cái tư duy của ngài. Chứ không phải chỉ có lãnh đạo đất nước Việt Nam không, nó xin thưa quý vị. Năm 1962 tới năm 1963, vào trường Sơ Mai Trung học cấp 1 Đà Nẵng do linh mục Lê Văn Ống, sau là Đức Giám Mục phụ trách. Năm 1963 đến năm 1964, vào trường Đặng Đức Tuấn Trung học cấp 1 Tuy Hòa do linh mục Tô Đình Sơn phụ trách. Tất cả những ông thầy phải nói là nghiêm hòa nhân từ như thế, hỏi thử cây tre nào mà mọc xiên mọc và không ngay cho được, đúng không? Để cho quý vị có một cái sự so sánh, để cho quý vị có một sự chiêm ngưỡng về cái tiểu sử của một vị lãnh đạo đất nước của chúng ta ở tương lai. Bây giờ giả dụ Francis này đề nghị bắt một cái ông giám đốc công an nào đã hỏi về tiểu sử của Đức Quốc Công, chắc chắn ông nói ông xì nẹt mình câu: anh hỏi cái ông mà làm sử của nước Việt Nam á, đừng hỏi tôi. Anh hỏi tôi bắt dân như thế nào tôi kể cho anh nghe liền. Họ sẽ trả lời liền cái câu đó, chứ còn là về tiểu sử tên Hồ Chí Minh chưa chắc là giám đốc công an nào biết được. Mà có biết qua cũng bởi cái trường đại nó dạy nó kéo vô bao nhiêu thì biết bấy nhiêu. Nó kế là nó kế vấn đề cái lừa biết vô trong cái đầu bao nhiêu thì biết bấy nhiêu tới đó thôi. Đuổi cái ai hỏi anh biết cái về tiểu sử của tên Hồ Chí Minh không? Có biết Hồ Chí Minh nguyên nhân tại sao được cài cắm qua Hồng Kông năm 1930 không? Lúc đó là cái anh giám đốc công an nói, anh nói anh ấy đi hỏi cái ông lịch sử làm về lịch sử đó. Cho nên tôi thưa cho đây cho dân Việt Nam, nhất là cho đảng viên Đảng Cộng sản, vị lãnh đạo của đất nước Việt Nam còn nên giá nào quốc dân cũng phải biết về cái tiểu sử của vị lãnh đạo đất nước. Chuyện gì có thể phải bỏ qua được, nhưng mà tiểu sử của vị lãnh đạo đất nước, biết được tiểu sử của vị lãnh đạo đất nước sẽ đón được cái định hướng có tốt quốc dân và cái nền thành trị của đất nước nó sẽ như thế nào. Chứ đâu phải là lãnh đạo đất nước rồi mình xem người nào lên cũng có khả năng là lãnh đạo đất nước. Đưa đất nước lên tới 45 năm trôi qua rồi mà dầu xem gần như là đen. Chiến tranh xảy ra, quốc dân cũng là khóc than ầm ĩ, máu đổ đầu rơi. Khi giết không bởi súng của chiến tranh mà súng những cái tên cộng sản nó lấy từ trong kho ra, nó đập, nó đánh, nó đá, nó cúp, nó giật. Tập đoàn cộng sản ngày hôm nay đối với quốc dân Việt Nam chẳng khác nào một cái lũ ăn cúp vào một cái gia đình lương thiện. Có nhiều người hôm qua nói rằng là tại sao tập đoàn cộng sản để cho cái bản đài của Francis này tiếp tục là tự do phát thanh trên truyền thông như thế này, thì tôi xin thưa bởi vì tập đoàn cộng sản nó không phải là một cái chánh nghĩa do dân vì dân, cho nên nó không có cái quyền mà triệu tập hay là gián đoạn cái livestream của Francis được. Câu trả lời ngắn ngủi như vậy cho tất cả các đảng viên cộng sản ở trong nước, người nào chưa bao giờ biết được cái livestream của Francis thì nên biết điều đó. Nếu tập đoàn cộng sản là chánh nghĩa, tên Tô Lâm vì dân và cho dân, thì Tô Lâm có quyền triệu tập Francis này về nước từ lâu rồi. Nhưng tên Tô Lâm không có khả năng làm điều đó, bởi vì tên Tô Lâm cũng chính là tên gián điệp của Tàu. Nó gỡ vào Việt Nam, nó làm ông bộ trưởng công an là bàn tay đầy máu của quốc dân Việt Nam.
Và vì thế, nó cũng là một cái tên khủng bố nằm trong sổ đen của Liên Hiệp Quốc, của quốc tế. Cho nên kể cả tên Tô Lâm rất là e dè khi nhắc đến tên Francis. Và Francis này cũng thách đố với lại tên Tô Lâm rằng Francis này sẵn sàng trở về nước nếu mà có giấy mời. Bởi vì Francis này sẽ nói trước quốc dân Việt Nam biết những gì Francis này nói là không phải bởi chính Francis nói, mà bởi là những cán bộ đảng viên đảng Cộng sản khi mà chạy thoát gọng kềm của tập đoàn Cộng sản đều gửi những cái tài liệu cho Francis này. Cho nên Francis này đọc mới biết được, mới ngồi ở tận ở phương xa mà mới biết được tất cả những cái chuyện sâu từ tao thông sơn cùng cốc của tập đoàn Cộng sản là cái chỗ đó. Chứ đâu phải Francis này là tài giỏi gì mà biết những cái nơi sâu thẳm của tập đoàn Cộng sản đâu. Và ai ký ký ngày nào có dấu đóng đầy đủ. Cho nên tên Tô Lâm sợ lắm, ngại lắm, nhắc đến tên Francis này cũng là vô cùng ngại. Đó là trả lời cho cái vị mà còn thắc mắc tại sao tiếng nói của Francis vẫn vang dội. À. Năm 1964 và đến năm 1965, trường Ba Ninh Trung học cấp 1 Nha Trang do sư huynh Raymond Đặng Văn Hinh phụ trách. Năm 1966 đến năm 1967 vào trường Sa Mai Trung học cấp 1 Đà Nẵng do Linh Mục Lê Văn Ấn, sau là Đức Giám Mục phụ trách. Cũng trong thời điểm này, ông đã gặp ký giả Robert Oman, Associated Press, thông tấn xã AFP, và được tài trợ đến 18 tuổi. Trong thời chiến tranh tàn khốc, khi Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân được người thông tấn xã của bán đài IP, của cái tờ báo IP tài trợ ngài, và ngài đã được khắc ghi và chỉ điểm từ đó cho đến tới ngày hôm nay. Cho nên tiếng nói của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân ở nước ngoài nó quen dội đi khắp nơi là cái chỗ đó. Và dựa vào đó, công quyền Hoa Kỳ sẽ đặt ra một cái chiến lược tại Đông Nam Á là trăm năm là cái chỗ đó. Cho nên vấn đề chiến tranh Việt Nam nó cũng là nằm trong một cái hình thức. Rồi Hoa Kỳ vẫn phải trở về Đông Nam Á bởi vì nó là cái con đường viết mạch để cho cái sự sống còn nền kinh tế của siêu cường quốc là cái chỗ đó. Cho nên điều này có nhiều người nói tại sao phải phí quá tiền bạc và nhân sự mới bảo vệ được cái mảng sống điều này, hay là bảo vệ cái lý tưởng điều nọ. Thật sự có đôi lúc phải hy sinh rất là nhiều chuyện và dùng rất nhiều thời gian và tiền bạc để đạt được tới cái mục đích. Đó là chiến lược trăm năm của Hoa Kỳ. Cho nên có đôi lúc mình nhìn thấy chết nhưng để mà sống. Chứ chúng ta trong cái tình hình này nhìn thấy cái chết cho là chết, như vậy là chưa đủ. Như vậy thì nó còn là nhiều chuyện mà chúng ta không có đo lường được. Nhưng mà sống ngược lại cũng gọi để mà chết. Vì thế khi ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân ngay cái lúc thời còn thơ ấu đi học trường cấp 1, cấp 2 ở tại Việt Nam, được một nhà báo ở Robert sẵn sàng tài trợ cho ngài đến 18 tuổi. Cho nên phải có cái quá khứ như thế nó mới có cái tương lai mà ngày hôm nay chúng ta đã nhìn thấy ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân hiện diện trên đất nước Hoa Kỳ, thành lập nên cái đệ tam Việt Nam Cộng Hòa và an nghi tự tại, khác hơn những cái hội đoàn người Việt quốc gia khác khắp nơi trên thế giới. Lập bao nhiêu cái hội đoàn chính phủ lên cũng đều bị giải tán, bị mai một theo thời gian, mà Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân thì không được. Bởi vì
Tổng thống Đào Minh Quân, Chánh phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa song hành với chính quyền Hồ Kỳ, chứ không có dành riêng cho một cá nhân hay là ông Tổng thống Hồ Kỳ nào riêng biệt cả. Cho nên, dù ở nước Mỹ có vị Tổng thống nào, điều đó không quan trọng. Quan trọng nhất là chánh quyền của Hồ Kỳ. Đó là cái mục đích. Năm 1966 và đến năm 1967 vào trường Sa Mai, cấp 1 Đà Nẵng do Linh Mục Lê Văn Ấn, cái này tôi muốn vừa đọc xong nhắc lại cho quý vị để chúng ta có cái điều kiện đi tiếp. Năm 1967 đến năm 1968 vào trường Phan Thanh Giản Trung học cấp 1 Đà Nẵng, hiệu trưởng là giáo sư Bùi Đặng Hà Phụng. Tất cả các vị giáo sư này là một cái căn bản để cho Đức Quốc Công Đào Minh Quân cho đến tới ngày hôm nay. Cho nên chúng ta cảm thấy khi mà một vị lãnh đạo để tâm Việt Nam Cộng Hòa ở tương lai cho quốc dân Việt Nam, nhất định Hồ Ngọc Viễn Đông sẽ học theo. Dù viên ngọc nó nằm ở dưới bùn, nó cũng là viên ngọc, đúng không? Cho nên ngày hôm nay Đức Quốc Công Tổng thống sống trong cái khung cảnh phải nói là đầy cái thử thách, nhưng viên ngọc đó nó vẫn là viên ngọc, không bị mai một theo thời gian. Sống tại nước Hồ Kỳ, một nước tự do dân chủ có quyền ngôn luận đầy đủ, nhưng ngài vẫn được sinh tồn và được trưởng thành trong mọi tình huống, trong mọi khía cạnh của mọi xã hội. Cho nên Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đã thành lập nên tại một cái sự tự do đó mà lại được sống còn đến tới ngày hôm nay, bởi vì nguyên nhân cũng là cái sự lãnh đạo của Đức Quốc Công Tổng thống. Mà có ngày hôm nay cũng là nhờ ngài đã xuất phát ra từ những cái khuôn vàng thước ngọc trong thời thơ ấu. Mùa hè năm 1968, ông tham gia trại biệt kích May Frost, Sơn Trà, Đà Nẵng. Cuối năm, ông nhập học trường văn hóa quân đội trung học cấp 2 ở Đà Nẵng do phòng tâm lý quân đoàn 1 phụ trách. Cho đến hè năm 1969, khi theo gia đình về Sài Gòn. Năm 1969 tới năm 1970, tôi đưa ra những cái thời gian để cho quý vị nào ở trong nước có lần là đồng nghiệp với lại ngài, hay là học cùng trường với ngài, hay là nhìn thấy ngài đâu. Cho nên cái chuyện lịch sử của ngài Đức Quốc Công Tổng thống nó hiện diện nó rõ như thế đó, để chi quốc dân Việt Nam làm tin, đừng bao giờ ngộ nhận những tên Hồ Chí Minh nữa. Ông hoàn tất trung học cấp 2 tại trường Lê Bảo Tỉnh Sài Gòn do Linh Mục Phan Du Vịnh làm hiệu trưởng. Trong thời gian này, ông vẫn tiếp tục phụ giúp cho ký giả Robert D. Amon tại thông tấn AFP Associates Press, vừa học vừa giúp cho nhà báo của Robert. Cho nên cái lịch sử của ngài thật sự đáng để cho quốc dân Việt Nam chiêm ngưỡng và đáng để làm tin để lãnh đạo đất nước ở tương lai. Ông thành lập và là đoàn trưởng thi văn đoàn ra khơi năm 1970, cũng là do chỗ biên tập chí ra khơi với bút hiệu là Nam Quán. Ông đã sáng tác nhiều chiến đấu ca và trường khúc với cái tên gọi là Anh Thương. Một người lãnh đạo tài ba và một người nghệ sĩ, đối với Đức Quốc Công là một cái chổi thời gian của cuộc đời như vô tận. Trách nhiệm cũng đầy mình mà tư tưởng cũng đầy đủ nghệ sĩ ở trong đó. Cho nên không có một cái thứ gì làm cho ngài có một sự khó chịu, buồn bực hay là bí vẫn cả. Cho nên tôi thưa như vậy cho tất cả các đảng viên Đảng Cộng sản ở trong nước để cho quý vị nhìn thấy. Quý vị chọn Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa là quý vị đang chọn đúng đường. Quý vị gửi cái hy vọng đến đó,
Quý vị phải khôn lanh hơn con chim chứ. Con chim nó đâu có là đặt cái niềm tin vào cái cây cổ thụ đâu. Mà cái niềm tin của con chim nó đặt được trên cái đôi cánh của nó. Thì chúng ta cũng phải khôn lanh hơn con chim. Chúng ta phải đặt cái niềm tin vào một vị lãnh đạo có một cái quá khứ từ thời thơ ấu cho đến tới cái thời trưởng thành, đều nằm giáo huấn trực tiếp trong cái khuôn vàng thước ngọc. Được như thế thì tư duy hay là lãnh đạo bất cứ cái tổ chức, một chánh đảng hay một chính phủ nào, sẽ đưa cái chánh đảng chính phủ đi đến tới cái chỗ mục đích tuyệt đối tốt đẹp mà thôi. Không vì bất cứ một cái trở ngại nào mà có thể làm ngài thay đổi tư tưởng được. Bởi vì cái sự huấn giáo trực tiếp của các vị phải nói là tài giỏi như các vị mà tôi mới vừa nêu ra. Cho nên chúng ta là hãy tự có cái niềm tin như thế đó. Chứ không thể nào mà chúng ta là đi tìm quý vị là thấp đút đi tìm khắp nơi trên thế giới, chưa chắc có một người nào để thay thế Đức Quốc Công Tổng thống Đồng Quân được. Nếu có, ắt hẳn ngày hôm nay nó đã vang dội rực trời, nên dốc nên hình để cho chúng ta thấy rồi, có đúng không? Vấn đề học giả học sĩ khắp nơi trên thế giới, người Việt Nam, hết đảng phái này tới đảng phái nọ, nhưng cho đến tới ngày hôm nay chưa có một ông học giả học sĩ nào làm nên được cái gì cả. Mà hôm trước tôi có thưa rằng là nếu một cá nhân người Việt Nam nào mà nhận được một cái tờ giấy do chính của Liên Hiệp Quốc hay là của Tổng thống Hoa Kỳ gửi đến, thì để tâm Việt Nam Cộng Hòa sẵn sàng bị bấm nút bay ra không gian. Thấy tôi đem cả cái vinh dự, tôi đánh cá cho quý vị như thế nào. Cho nên tôi thưa ra đây để cho quý vị làm tin, để nhìn nhận rằng cái tương lai của lãnh đạo đất nước của Việt Nam chúng ta, như tiếng nhân gian gọi là hạ cánh an toàn, không có sự gì nghi ngờ gì nữa. Chúng tôi rất khổ tâm bởi vì quốc dân Việt Nam đang ngộ nhận trong cái thời chiến tranh nhận tên Hồ Chí Minh. Lỡ chừng nhận tên Hồ Chí Minh là cha già dân tộc, cho đến ngày hôm nay gần như là phải gọi, phải cúi đầu gọi, gọi như một cái tiếng chim réo gọi trong cái sa mạc hoang vắng, là cha già dân tộc. Nhưng mà bị con của cha già dân tộc đó nó đánh trời, nó đánh tơ tả qua lá cành luôn. Rồi cuối cùng cũng dùng cái câu rằng là để ta Việt Nam Cộng Hòa cứu tôi. Vào năm 1970 và năm 1971, ông vào trường bộ binh Thủ Đức, trung đội 242, tiểu đoàn 2, do Trung tướng Phạm Quốc Thuần là chỉ huy trưởng, và tốt nghiệp sĩ quan khóa 5 71. Ngày Đức Quốc Công Tổng thống Đậm Quân học tại những cái trường sĩ quan chủ lực của miền Nam Việt Nam. Tôi muốn chấm ngưng ở đây để bàn quý vị một chút xíu. Quý vị hãy tự hỏi tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tên Đại tướng Phạm Văn Đồng. Hỏi hai cái vị đó thôi, hai cái vị mà quý vị được biết rồi là nổi tiếng ở Việt Nam. Có bao giờ học vào cái trường lớp căn bản nào hay không? Không. Tên Hồ Chí Minh, khi mà nhà báo của nước ngoài hỏi tại sao Hồ Chí Minh lại thăng cấp cho Võ Nguyên Giáp lên chức đại tướng, thì Hồ Chí Minh nói rằng là đưa quân cho ngọ viễn Võ Nguyên Giáp mà công cái đồn đó, hễ cái đồn đó là có ông thiếu úy ở trong cái đồn đó, mà Võ Nguyên Giáp dẫn quân vô mà đánh được cái đồn đó thì Võ Nguyên Giáp tự nhiên trở thành ông đại quý. Hoặc là cái đồn đó có một ông tướng của Pháp mà đóng ở trong đó, mà Võ Nguyên Giáp dẫn quân vô một quân, không cần biết và phải chết hao bao nhiêu quân không cần biết, nhưng mà chỉ cần quân bay cái đồn đó thì bỗng nhiên Võ Nguyên Giáp trở thành tướng, không cần phải qua lớp nào cả, cái căn bản là.
Cho nên mấy hôm trước tôi thưa rằng là Võ Nguyên Giáp mang cái quân hàm là đại tướng dẫn 6 sư đoàn vào miền Nam Việt Nam, vào quân đoàn 1 của Việt Nam Cộng Hòa, tính nghiền nát 4 sư đoàn chủ lực của vùng 4 chiến thuật của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng nào nghiền nát được đâu, bị chỉ có 4 sư đoàn của Việt Nam Cộng Hòa nó nghiền lại 6 sư đoàn của Võ Nguyên Giáp ngày mùa hè đỏ lửa năm 1972. Cho nên là tên Võ Nguyên Giáp khi mà đánh cái trận Điện Biên Phủ dùng tức là mấy sư đoàn vô trong đó thôi, bị chỉ có là một sư đoàn có pháp đóng tại thung lũng của Điện Biên Phủ rồi nó bắn chết tơi tả, tuy rằng đầu hàng nhưng mà cái sự trả giá của tên Võ Nguyên Giáp vô cùng lớn, lớn đến mức độ mà Bộ Chính trị của Tàu Cộng nó đề nghị Bộ Chính trị của Cộng sản Việt Nam hay lâu đầu tên Võ Nguyên Giáp về mà cách chức cấp chỉ huy ngồi trận mẹt lại, bởi vì ông tướng gì đâu mà dẫn quân đánh nhưng mà chết dữ quá trời quá đất. Cho nên nó mới đem là cái tên Võ Đại tướng Võ Nguyên Giáp về mà nó lột chức đại tướng đi, nó gắn cho một cái chức là bộ trưởng cai đẻ. Cho nên Dương Gian sau này ở tại miền Bắc mới có cái câu là chiến trường đại tướng cầm quân, về làng đại tướng cầm quần chị em, là cái chỗ đó. Cái này đâu phải Francis, cái này là nhân gian ở Hà Nội người ta nói. Cho nên là một ông đại tướng cần phải biết về cái địa lý, thì lúc đó mình mới hướng dẫn quân đội vô. Gì đâu mà thấy nghĩ rằng ở Điện Biên Phủ có khả năng người lính cầm cái xẻng moi là trường vô đánh quân Pháp, nghĩ rằng là tại năm 1968 ở căn cứ Khe Sanh cũng nghĩ vậy, cho nên nó là dẫn 4 sư đoàn vô để bao vây cho cả 2 trung đoàn của thiết quân lục chiến của Hoa Kỳ và 1 tiểu đoàn biệt động quân của Việt Nam Cộng Hòa đóng ở tại căn cứ Khe Sanh. Cái nghĩ rằng là mang cái xẻng Điện Biên Phủ xưa kia vào đó moi là bò vô rồi có thể là đánh hoặc là bắt sống 2 tiểu đoàn của thiết quân lục chiến ở trong căn cứ Khe Sanh. Nhưng nào đó làm cho tướng Giáp là phải nói là thất kinh bát đảo, bởi vì khi mà quân đội của Võ Nguyên Giáp mà cầm cái xẻng nhỏ xíu bơi vô trong đó, đào trong đó đâu có được, bởi vì cũng chung quanh của căn cứ Khe Sanh là đá không, nó đâu có đất vụn giống như căn cứ Điện Biên Phủ đâu. Cho nên nó đã quấn bao nhiêu tháng trời đến nó được bị B-52 tấn nhiều nét như tương nét đánh đậu, mà là 4 sư đoàn mà rút ra chỉ còn có trên dưới là 1 sư đoàn thôi mà bại hoại chân tay hết. Cho nên mới nói là một người làm tướng cần phải có cái sự hiểu biết, cần phải có sự đào tạo trong cái quân trường chủ lực nào để mai sau mới cứu được là chiến sĩ ở ngồi tiền tuyến được. Cho tên Võ Nguyên Giáp hào nướng quân đến mức độ mà ngày hôm nay tập đoàn Cộng sản Hà Nội nó còn là 30 sư đoàn chết tại miền Nam Việt Nam mà không biết chết ở đâu. Bởi vì cỡ như những tên tướng như Võ Nguyên Giáp đó thì làm sao? Chỉ biết nướng quân thì nhiều thôi chứ làm gì biết cầm quân đi đánh giặc. Cứ trong Việt Nam còn họ là một người ở đây là phải đưa là 10 người vô. Thí dụ là một sư đoàn phải đưa 10 sư đoàn vô, hết sư đoàn này chết tới sư đoàn nọ khác cứ tấn công vô, dùng xét người, dùng thịt người đè lên người. Cho nên khi mà trong thời chiến tranh khát máu lắm, khi mà hết chiến tranh rồi, bây giờ ở tại quốc dân gia đình ở ngoài miền Bắc người ta nói, ủa con tôi đi đâu dầu có chết cũng phải báo tin mà báo hoặc là có xét chứ, đến đâu hôm nay còn 30 sư đoàn của tập đoàn Cộng sản nó vào cúp chính quyền ở miền Nam Việt Nam mà không biết nó chết đi đâu, không biết nó chết cái ngõ nào luôn. Cho nên khi mà Võ Nguyên Giáp hạ lệnh tấn công trong cái mà năm 1969 mùa Tết Mậu Thân 68 tại căn cứ Khe Sanh bị B-52 nó nướng hết mấy sư đoàn ở dọc miền núi, chợ hơi bom mà nó thả, nó cày tới cày lui cày xuôi cày ngược, những cái con người mà nó chết ra bụi ra khói luôn.
Bây giờ quý vị lên cái nghĩa trang Trường Sơn nó ngầu đêm thế mà đến nhìn thấy là nỗi mồ mả của chúng nó, khi mà sau này những người mà còn tay còn chân á thì nó đem về tới nghĩa trang Trường Sơn ngày hôm nay, nó trông kinh khiếp không. Chúng tôi đi lên tới đó để mà xác minh là chúng tôi phải nói là bước vô tới cái cửa là nhìn thấy vò nó nằm rất khéo, trông rất là thẳng, ngay thẳng lắm, giống như bàn tay chĩa ra vậy. Ngồi đó mà đếm à, chứ quý vị đừng có nói là vào miền Nam Việt Nam mà tới đây bắn một phần phát đùng 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 cái lại lính Việt Nam Cộng Hòa là bỏ súng chạy hết. Wow, chạy hết mà tại sao lại bây giờ lên đây mình đếm sao mà xét của sân Bắc Tử Nam mà nó nhiều quá trời quá đất như thế này. Như vậy thì Việt Nam Cộng Hòa đâu phải là Mỹ, và Việt Nam Cộng Hòa đâu phải là bắn tạch tạch ra là bỏ súng chạy hết đâu, đúng không? Nếu mà nói ra quý vị nói trời, chúng tôi tuyên truyền như vậy thì ngược lại, mời quý vị tự mình đi lên cái nghĩa trang Trường Sơn của Cộng sản, nó thu gồm hết tất cả những khác xác chết khắp bốn vùng chiến thuật của miền Nam Việt Nam về, nó chôn ở đó, ngồi đó mà đếm để xem thử cái còn cái gọi là Việt Nam của họ là Ngụy nữa hay không. À, nhưng mà các anh nên nhớ một điều, cái số mà các anh ngày hôm nay chôn ở tại nghĩa trang Trường Sơn đó, đó là cái số mà lính Việt Nam Cộng Hòa chỉ giết các anh chỉ có 30% thôi nha, còn phần còn lại 70% chết bởi vì cán bộ của các anh ban một cái phát súng ân hệ cuối cùng. Nên nhớ điều đó. Bởi vì khi mà chiến trường nó nằm im thở khói thì tập đoàn Cộng sản nó có cái ban gọi cái ban thu gọn chiến trường, đi đến đó coi những cái anh chiến sĩ nào bị thương mà không đi được đồng nghĩa là chết, là rút cái súng ra bắn cái đùng, gọi là một cái phát súng ân hệ cuối cùng. Người chiến sĩ đó còn nguyên tay chân, tứ chi còn nguyên trâu, rồi đến khi mà hết chiến tranh tới địa điểm đó được đánh dấu kỹ mà moi lên rồi đem lên rừng Trường Sơn, nó mới có là cái nghĩa trang đầy đủ tứ chi của chiến sĩ sân Bắc Tử Nam. Còn những cái chiến sĩ khác mà trời ơi, nó bom đạn nó bừa, nó chết ra khói ra cỏ, không có còn lụm được một cái thứ gì, mũ tay bèo đâu, dép râu dép riết gì, cái khét rừng khét cả khu trời đất ở vùng đó mà, thì làm sao mà biết được là xương cốt ở đâu mà moi lên để đem lên nghĩa trang Trường Sơn chôn cho có tình đồng chí, đúng không? Quý vị hãy vào cái cổ thành Quảng Trị Đinh Công Tráng, vào đó đi. Khi chúng tôi, đương nhiên là chúng tôi là chính phủ, nhân viên của chính phủ để tâm Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi những gì chúng tôi nói ra đây chúng tôi phải đến nơi đó để xác minh. Chúng tôi có từ ở nước ngoài về và có ghé vô Đinh Công Tráng, cổ thành Quảng Trị Đinh Công Tráng. Vô trong chính giữa cổ thành Đinh Công Tráng nó có một cái nhà mộ mà gọi là cái hòn núi, một hòn núi nhỏ nhỏ ngay chính giữa cổ thành Đinh Công Tráng. Phải nói là lần đầu tiên mình thấy cổ thành Đinh Công Tráng nó hùng vĩ thật, nó rộng vuông vức rất là đẹp. Vô trong đó mình thấy có cái hòn núi, cái mình hỏi cái có cái cô gọi là du kích, đội mũ tay bèo, đô mang đôi dép râu, rồi mặc áo và bát đen, rồi đứng đó đứng gác, mình tới mà nói chào cô, tại sao ở giữa cổ thành Đinh Công Tráng, cái chỗ mà lịch sử huyền bí như thế này mà ngày xưa đâu có cái núi này mà sao hôm nay có cái núi này vậy cô? Cô giờ du kích nói đây không phải là cái núi mà cái mộ tập thể. Hùng mình tá hỏa lên, nó chở cái mộ tập thể, nhưng mà tại sao đã mà hết tiếng súng rồi thì tại sao mình không lấy xác chôn từ người mà lại để chôn tập thể như vậy vậy? Cái cô giao liên nói trời ơi, nó bị nhầy hết rồi thì làm sao mà biết được ai đâu của ai. Rồi tôi hỏi thêm câu, nói
Như vậy thì cách mạng chân mình như thế này còn lính Việt Nam Cộng Hòa thì sao? Cụ nó nói, tàu lính Việt Nam Cộng Hòa hay là cách mạng gì cũng giống như nhau, gồm hai vô trong đây, cái là chôn vô trong cái mộ. Trời, cái mộ nó lớn kinh khiếp. Thế nên mình nhìn thấy bỗng nhiên vô trong cái cổ thành Đinh Công Tráng đó, có một cái núi nhỏ nhỏ đó, đó. Xây những cái tháp cấp tròn tròn đi lớn. Mình nói trong bụng, nói trời đã nói rằng trong cái mộ này có là lính Việt Nam Cộng Hòa chôn ở trong đây nữa. Mà không thấy lá cờ vàng ba sọc đỏ, mà chỉ thấy lá cờ đỏ ngô sao vàng. Tôi muốn móc ở trong cái túi, tôi cầm cái lá cờ vàng, tôi cầm lên. Tại vì lúc đó mình có quyền mình là người đi tới đó để xác minh, và mình cũng thắp nhang cho anh em chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa thì phải có cái lá cờ vàng ba sọc đỏ chứ. Nhưng mà thấy cô du kích lúc nào cũng cầm cái súng, về cái ngón ngón cỏ, cái ngón tỏ lúc nào cũng kèm ở trong cái con cỏ. Trời, mình thấy quái chị đậu luôn. Rồi mình không lấy cái lá cờ vàng ba sọc đỏ ra, mình chỉ là cứ súng mà thắp nhang tưởng niệm thôi, thấy không? Nhưng mà chưa hết đâu quý vị. Khi mà tôi nhìn qua ở bên phải của mình có một cái nhà nhỏ nhỏ, mình vô trong đó gọi là cái di tích lịch sử chiến tranh trong cái thời mùa hè đỏ lửa 1972 đó. Vô trong đó tôi mới thấy có cái lá cờ vàng ba sọc đỏ vẫn còn ở trong đó. À, tôi mới nói trong bụng tôi này, nhất định là cũng phải có cái lá cờ vàng ba sọc đỏ đây trong đây, tại là linh hồn của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn đâu đây mà, đâu có thể nào mà mất được. Thì bên cạnh lá cờ vàng ba sọc đỏ thì có cái súng M72, rồi cái súng M79, tất cả phải có một chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa trong mọi cái hình thức là tượng trưng nằm ở trong cái viện bảo tàng ở trong cái cổ thành Quảng Trị. Lá cờ vàng ba sọc đỏ, rồi cái súng M16, cái súng M79, cái súng M72 dày cổ rồi đi nguyên. Rồi chưa hết, ở trên cái vách tường đó, tôi nói hết là trung đoàn biệt lập này tới trung đoàn biệt lập nọ của cộng sản, rồi tới trung đoàn xi tăng này, trung đoàn pháo rồi tôi nè, hàng trung đoàn, và tôi đọc rõ là có 3 sư đoàn. Rồi những cái là trung đoàn biệt lập á, là có nghĩa rằng tại cổ thành Quảng Trị nó chết kinh khiếp mà. Chết là không phải là chỉ 6 sư đoàn mà nó chết là gần cả chục sư đoàn ở đó luôn nha quý vị. Nói mà cái camera tôi quay ở tại cổ thành Đinh Công Tráng, cái nhà lưu truyền của tích chiến tranh là đã mấy sư đoàn, nói mà cộng lại những cái trung đoàn biệt lập đó thì thôi là nó quân số lên cũng cả mấy sư đoàn rồi đó. Thì hỏi thử quý vị, nếu mà tên Võ Nguyên Giáp là người có học thức, nhất định sẽ không bao giờ để cho cái số quân của chính mình lãnh đạo mà chết một cách ghê ê chề đến mức độ. Đến mức độ mà dân phải đặt ra cái câu quẹ là chiến trường đẩy tướng cầm quân, về làng đẩy tướng cầm quân chị em, là vậy đó. Đó. Cho nên ngày Đức Quốc Công Tổng thống đồng quân của chúng ta được huấn luyện trong cái máy trường, được tốt nghiệp những cái máy trường chủ lực của miền Nam Việt Nam. Mà trong thời đó tại Đông Nam Á chỉ có đất nước Việt Nam mới có những cái máy trường quân đội là đáng tin cậy trong miền Đông Nam Á, mà tất cả các nước chung quanh Lào, Campuchia, Thái Lan, Burma rồi đưa sĩ quan vào trường của Việt Nam Cộng Hòa để mà được huấn luyện nơi đó. Trong thời chiến tranh Việt Nam nó tàn khốc như thế đó, mà nhìn thấy tuy rằng Việt Nam Cộng Hòa bị thất thủ trong ngày 30 tháng 4 năm 1975, với con số chết hôm trước tôi đã thừa, một chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa phải tiêu diệt kẻ cướp chính quyền trả thù dân tộc đến tới 10 người trước khi mình bị giết. Cho nên tập đoàn Cộng sản nó đưa vào miền Nam là phải nói quân đội là trên triệu quân đội, trong khi Việt Nam Cộng Hòa chỉ là 300 mấy chục ngàn người chết trong cái thời chiến toàn diện đó.
Ta để so sánh ra thử coi cái tên đại tướng Võ Nguyên Giáp có hiểu biết cái cách thức là lãnh đạo quân đội trong thời chiến không? Làm gì biết được, bởi vì tên đại tướng Võ Nguyên Giáp chưa bao giờ thụ huấn học bất cứ cái mấy trường chiến tranh nào, quân sự nào, cho nên làm gì biết cái cách thức lãnh đạo. Chỉ có nói là xưng phong thôi, chắc không cần biết. Mày chết hả, về tao đưa tuổi trẻ bằng đồng 18 tuổi đi nhập ngũ, sau 16 tuổi hết hả, 17, 16, 15, 15, 14, 13. Trời ơi, có nhiều lúc mà lính Việt Nam Cộng Hòa thấy các thằng bé không ai hơn là Đức Quốc Công Tổng thống đồng quân của chúng ta. Nhìn thấy thằng bé trời nói có chút xíu xíu, 13, 14 tuổi, thấy nó bị thương quá, nó cúi ngầm, nó ngày mới cúi đầu xuống, mới cúi xuống là rơi cái cây nón, là tự nhiên là nó được giáo huấn kỹ, là nó xem lính Việt Nam Cộng Hòa làm cái gì ghê gớm mà cần phải tiêu diệt trước khi bị lính Việt Nam Cộng Hòa tiêu diệt. Cho nên nó cầm cái dao nó giấu sẵn ở dương, nó chém cho ngài, ngài bị trầy một phát ở trên cái đầu của ngài. Và nhìn cái khuôn mặt nó non chẹt như thế đó. Trời, nếu mà tập đoàn Cộng sản mà nó bị chém như vậy, chắc nó rút súng AK nó rảy cho một băng rồi ha. Nhưng mà Đức Quốc Công Tổng thống đồng quân sanh ra làm người chân chính, không phải để giết, để hận thù. Cho nên khi mà thế giới người ta thổi phồng lên, mà thổi phồng gì cũng là nhờ cái sự tuyên truyền láo phép của Đảng Cộng sản Việt Nam đến tất cả các cán bộ hạ tầng cơ sở trong đất nước Việt Nam, là gọi rằng là Võ Nguyên Giáp là vị đại tướng giỏi, anh hùng giỏi. Giỏi gì đâu, giỏi để mà nướng quân, giỏi nướng quân thì có. Cho nên là đại tướng Westmoreland, tổng tư lệnh tối cao của quân đội viễn chinh của Hoa Kỳ trong thời chiến tranh Việt Nam, mới nói một câu rằng là nếu đại tướng Võ Nguyên Giáp mà lãnh là chỉ huy quân đội của Hoa Kỳ chừng một trận thôi đó nha, thì quốc hội của Hoa Kỳ nó sẽ nắm đầu tên tướng Nguyên Giáp về, nó lọt lon hết. Bởi vì gì đâu mà mới vừa dàn quân ra trận là để chết từng hàng trung đoàn này cho tới hàng sư đoàn nào. Chứ đến đổi ngày hôm nay còn 30 sư đoàn mà không biết nó chết ở đâu nữa. Quốc dân ở miền Bắc bây giờ có nhiều người, có con 2-3 người đi vào miền Nam, bây giờ không biết ở đâu luôn. Bị có cái bà gia đình đã gào thét kiện lên Bộ Chính trị, Bộ Trung ương, Bộ Quốc phòng, đòi hỏi dầu con tôi có chết cũng phải là có xương có cốt men về chứ. Kiện mấy mươi năm rồi cuối cùng nó bường ra một lý do, nó lấy xương cốt ở đâu, con thú vật nào nó mang về, bị kiểm tra ra cái gia đình nó nói các ông quá đáng, con tôi vì tổ quốc hy sinh dễ mà khi mà tôi gào thét lên là các ông đem xương con thú vật mang về như thế này. Để tôi chia sẻ ra đây để cho cái đau thương của đất nước Việt Nam, cho quốc dân Việt Nam lượng, nhất là cho các anh giám đốc công an ngày hôm nay, quý vị nghe ra đây cho quý vị tường. Nếu thật sự tên Võ Nguyên Giáp được là huấn luyện luyện trong những cái máy trường chủ lực ưu tú thì nhất định sẽ không bị có một số quân đội mà chết một cách kinh khiếp. Đến đảo một kẻ thù của mình là đại tướng Westmoreland còn phải than. Trời ơi, đại tướng Võ Nguyên Giáp vậy mà thế giới cũng nói là đại tướng Võ Nguyên Giáp giỏi rồi. Lãnh đạo đất nước, lãnh đạo quân đội giỏi, quýnh đâu thắng đó. Mà thắng đâu cũng thấy mà quân đội chết kinh hoàng quá trời quá đất rồi. Rồi để trả lời cho quý vị biết cái câu rằng là nói Việt Nam Cộng Hòa là ngụy, ngụy không đánh mà tan, chỉ bắn AK bắn tóc 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 mấy phát là lính Việt Nam Cộng Hòa bỏ chạy. Bỏ chạy mà tại sao, khi mà hỏi lại bỏ chạy nhưng mà tại sao, chắc mấy anh chạy mấy anh rượt lính Việt Nam Cộng Hòa, mấy anh tự đạp chết ha, chạy chạy mà đạp chết hay là dấp té bị sập bắn mũi mà chết mà đem lên rừng Trường Sơn mà chôn dữ dằn như thế đó. Khi mà quý vị đặt những câu hỏi thì quý vị có thể tự có câu trả lời chứ. Quý vị nói là lính Việt Nam Cộng Hòa không biết quánh giặc đâu, mà ngược lại không biết quánh giặc tại sao là anh em ở miền Bắc sinh Bắc từ năm chết dữ quá vậy. Chắc là họ bắn lộn với nhau, bắn lầm hay là bắn lộn gì đó không biết.
Cho nên xin thưa quý vị, vì chúng ta phải có cái niềm tin, bởi vì Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân được huấn luyện trong những cái máy trường ưu tú trong cái thời chiến tranh Việt Nam. Vì thế cái nhân bản ở trong con người của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân là cái bề từ để vượt khỏi sông mê ở tương lai cho quốc gia Việt Nam. Để cho quý vị biết, khi mà đã chấp nhận Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân là vị lãnh đạo cho đất nước Việt Nam mà quý vị không biết tiếng sư của Ngài, có nghĩa là quý vị phỉ báng cái sự lãnh đạo anh minh của Ngài, giống cũng như trong cái thời xa xưa mà Đức Phật hay từng dạy cho muôn loài: biết ta mà không biết đạo ta là phỉ báng ta đó nha. Cũng như chấp nhận Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân làm vị lãnh đạo đất nước Việt Nam mà không biết tiểu sư của Ngài cũng là phỉ báng Ngài đó. Cho nên đó là những cái chia sẻ quý vị phải học, phải biết, phải tham khảo. Chứ đâu có phải là cầu may trời. Tôi nói quý vị lúc nào cũng cầu may không, nhưng mà nó không đúng. Phải quyết định chúng ta sẽ tất thắng giải thể tàu quyền cộng sản những ngày tháng kế tiếp đây. Năm 1971 và năm 1972, ông phục vụ tại Bộ Chỉ huy Tiểu khu Quản trị trại Lê Lai, Huế, cấp bậc là trung úy, từng cấp một, chứ không phải giống như tên đại tướng Võ Nguyên Giáp đi một cái quẹo lên ông đại tướng. Vì thế mà nó không biết cầm quân đi đánh giặc để mà tiêu diệt, toàn là tự đi nướng quân của chính mình thôi, là tên Võ Nguyên Giáp. Tên tướng lùn bất tài. Năm 1972 và 73, ông phục vụ tại tiểu đoàn 122, đóng quân ở vùng địa đầu dưới tiếng thuộc tỉnh Quảng Trị với cấp bậc là thiếu úy. Từng cấp một chiến công của Ngài đó. Năm 1973 tới năm 1975, ông đặc trách trưởng đơn vị đặc nhiệm hắc hổ Black Tiger, đi không tiếng về không lời, nhằm tri lùng những tên đầu xó cộng sản. Trong thời gian đó, ông cũng là trưởng ban chương trình phát thanh thành vùng hộ tiếng tỉnh Quảng Trị và là trưởng ban tâm lý chiến nhằm chiêu hồi cán binh cộng sản. Trong cái thời đó, quý vị nên nhớ, chiêu hồi cán binh cộng sản Việt Nam trở về với chính nghĩa quốc gia là 300.000 chiến sĩ, không phải là vừa. Cấp bậc sau cùng của ông là trung úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là một quân nhân được huấn luyện rất đặc biệt, được trang bị tận răng, có nghĩa là tay không vũ khí vẫn có thể diệt địch, nhưng ông chưa bao giờ giết ai cả, mà ông luôn thương cho những bộ đội và những đồng bào miền Bắc vì họ đã vướng vào những cái thủ đoạn hăm dọa lừa gạt thù hận của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quý vị nên nhớ, tôi đọc tới cái khúc tay không cũng có thể bắt được vậy. Đức Quốc Công Tổng thống động đã từng bắt tên Bí thư Lê Dũng của Cộng sản Việt Nam mà. Thấy không? Cho nên quý vị đừng có nghĩ rằng là Tập đoàn Cộng sản Việt Nam nó thần thánh gì. Giỏi như là Lê Dũng cũng bị Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân bắt sống, giống coi như là Đại tướng Chu Hiền Mân của Cộng sản Việt Nam, tư lệnh tấn công vùng 2 chiến thuật, cũng bị một cái ông thiếu tá của một cái tiểu đoàn 2 ở tại đơn vị 2 chiến thuật bắt sống. Thấy không? Thấy nhân bản của đệ tâm Việt, đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa bắt được thằng giặc, nhưng rồi có lệnh nó thả ra tại chiến trường luôn. Sau khi cướp xong chánh quyền, tên tướng Chu Hiền Mân tìm mỗi cách đến tới các trại tập trung cải tạo của cộng sản để tìm ra một cái quỷ mà bắt sống mình trước kia.
Khi đến tới một cái trại đó, khi mà Chu Huy Mân mời cái ông thiếu tá mà bắt sống mình trong cái thời chiến tranh ra hỏi, các anh có thật sự cài người vào cái tốn của chúng tôi hay không? Mà tại sao cái tốn của chúng tôi đi đâu, anh cũng đều phải đi theo? Và đến đổi mà anh bắt sống được chúng tôi. Ông thiếu tá kia nói, dạ đâu có, chúng em đâu có cài người vào theo cái tốn của tướng đâu. Nhưng mà kể cả chúng tôi cũng đâu có biết, tại là tư lệnh quân đoàn 2 là gọi máy cho chúng tôi là phải đi đi về hướng đông đông nam, rồi chúng tôi đi về hướng đông nam, rồi chúng tôi đi mấy tiếng đồng hồ leo đồi xuống đèo quất rất ư là khổ cực. Bỗng nhiên chúng tôi nhận được cái máy gọi rằng là phải đi là trực chỉ về là hướng đông, thì chúng tôi trực chỉ về hướng đông đi mấy tiếng đồng hồ nữa rồi chúng tôi bắt sống được ông đó. Đơn giản như thế. Hỏi thêm nữa, ông thiếu tá kia nói, chúng tôi cũng đâu có biết gì đó. Tất cả đều bắt ông do tuốt ở trên là tư lệnh quân đoàn, chứ không phải là do cái tiểu đoàn của tôi đi bắt ông. Tiểu đoàn của tôi bổn phận đi bắt ông, chứ không có biết ngõ, biết ông đi đâu. Ông cũng không tin, ông cũng không tin cái chuyện mà ngoài chiến trường mà xảy ra cái điều đó. Nhưng mà ông Chu Huy Mân còn kèm thêm một câu nữa, nhưng mà tại sao lại các anh không bắt tôi luôn mà lại được thả tôi ngay tức khắc vậy? Thì ông thiếu tá kêu nói, chúng tôi cũng đâu có biết đâu. Bỗng nhiên là chúng tôi báo cáo lên trên nói rằng là có bắt được một người tướng tên Chu Huy Mân. Rồi ở trên nó cũng gọi điện thoại xuống báo nói chúng tôi thâu thả ông ra, thì chúng tôi biết là phải thả ông ra thôi, chứ ngồi gì hơn nữa chúng tôi không biết. Và trong cái thời chiến tranh Việt Nam mà cái chuyện mà tuân lệnh thượng cấp là gần như tuyệt đối đối với quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Chờ gặp Francis này lúc đó là nắm tay của tướng Chu Huy Mân và xách lên cho mấy cái, cho biết đào. Tàu đưa quân vào cướp chính quyền ở miền Nam Việt Nam. Gặp Francis này là xách tay tên tướng Chu Huy Mân liền ngay tức khắc lúc đó rồi. Cho đến tới ngày hôm nay, tướng Chu Huy Mân không biết tại sao là mình bị bắt ở tại vùng hai chiến thuật, mà tại sao lại mình lại được thả ra cũng không biết tại làm sao luôn. Biết tới ngày hôm nay, lịch sử vẫn còn đó, vẫn còn để nguyên đó nha. Điều này Francis không phải là tự biên tự diễn đâu à. Cái ông mà bắt Chu Huy Mân vẫn còn sống, và tướng Chu Huy Mân hầu như còn sống ở trong nước mà, đúng không? Hỏi thử tướng Chu Huy Mân là tại sao ông bị bắt và tại sao ông bị thả, ông cũng lắc đầu. Ông nói là chính tôi cũng vô tá cái trại cải tạo nhốt của cái anh thiếu tá đó, hỏi tới nơi tận gốc luôn cũng không biết luôn. Để cho tập đoàn cộng sản biết đâu là trời cao đất rộng. Sau khi cộng sản cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông bị cầm tù hơn 3 năm trong các trại tù cộng sản lần lượt là Trạng Lớn thuộc tỉnh Tây Ninh năm 1975 và năm 1977, đến Lâm Khánh năm 1975, và sau đó bị biệt giam tại Bù Gia Mập thuộc tỉnh Vĩnh Long năm 1978. Ông vượt ngục vào mùa hè năm đó. Khi một người chiến sĩ chấp nhận cái sự đau thương và tư duy sẵn sàng để phục vụ quốc dân ở tương lai, thì cái sự can đảm và cái tư duy tìm đủ mọi cách phương án này cho tới phương án nào xé được cái nhà tù cộng sản không phải chỉ dễ, nhưng mà Đức Quốc Công chúng ta làm được cái điều đó. Như vậy tư duy của Ngài mới đúng sự thật là một vị sứ giả hạ giới để lãnh đạo đất nước. Cho nên chúng tôi đặt hết niềm tin cho Đức Quốc Công Tổng thống Đại Minh và quốc dân Việt Nam ngày hôm nay đã sẵn sàng trưng cầu dân ý. Trên 8 triệu quốc dân đã chọn Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đại Minh quân để lãnh đạo đất nước, bởi vì cái tư duy của Ngài là cái tư duy quyết định đem lại cái sự hạnh phúc no ấm cho quốc dân Việt Nam, không chấp nhận cái sự đầy đổ của tập đoàn cộng sản, dù chúng nó có súng, có xe tăng đại pháo. Đức Quốc Công vẫn xé được cái cửa tù của tập đoàn cộng sản để đi vượt biên hạ cánh an toàn tại xứ Mỹ. Nghe không? Chia sẻ như thế đó để cho quốc dân Việt Nam biết rằng là chúng ta có một vị lãnh đạo anh minh và sẵn sàng
vì quốc gia dân tộc. Mời quý vị nghe bài nhạc và chúng ta tạm chia tay hôm nay. Ok, chúc quý vị một ngày bình an bên cạnh người thân yêu. Hẹn ngày tái ngộ.